Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip ngày hôm nay em xin tiếp tục khui chiếc bao rất là hay, chiếc rất là cao cấp của hãng Acofay, có model là A47 chạy Class A. Và đây là hàng từ Nhật về và sử dụng điện 100V. Và bây giờ em sẽ khui thùng, mời các bác cùng trải nghiệm luôn cái mức độ đẹp và hoàn thiện của chiếc bao Acofay A47 này. Hàng từ Nhật về các bác nhé. Đó. Vâng, em đã mở xong cái thùng. Cái thùng mở cũng rất là đơn giản. Đây là xốp xước đầy đủ nha các bác nhé. Xốp mút nhé đầy đủ này. Đó, hộp như những dòng bao này chỉ hộp phụ kiện thì nó không có gì, chỉ có mỗi một cái dây nguồn thôi. Đó, dây nguồn và cái catalog A47 đây. Em xem có gì đây. Và đây còn một cái hóa đơn bán hàng của bên Nhật. 490.000 hóa đơn. Đây là cái hóa đơn đỏ. Đấy, phụ kiện và dòng những dòng bao thì nó không có cái gì nhiều các bạn, chỉ mỗi dây nguồn và giấy tờ cũng như catalog thôi. Những dòng bao cao cấp này thì cũng thiết kế một cách lấy ra nó giống như con Amly Acofay E800 hay là E5000. Đây, và các bác chờ một chút em sẽ nhấc ra và sẽ quay chi tiết để các bác cùng trải nghiệm luôn. Mệt quá. Vâng, em đã bóc xong chiếc bao Acufe A47. Vâng, đây là cái ngoại thất, ngoại hình của chiếc bao Acufe A47. Đây là một trong những chiếc bao cao cấp của hãng quá các nhé. Dòng này là sẽ chạy Class A này. Đó, đây có đường input để chuyển đổi. Chuyển đổi các bác đánh các cổng vào thì các bác chuyển đổi đây. Đó, con line input và đánh. Bên này là cái tăng giảm 1 dB này. Đấy. Max là thông thường đánh là phải để mức max quá nhé. Đó. Và đây nút nguồn các bác biết rồi. Đó, và bên này độ sáng sáng tối của đồng hồ và đây độ vẩy kim vẩy đồng hồ, và dòng này có cầu loa AB, chiếc bao cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó. Sẽ quay chậm để các bác cùng cảm nhận luôn, rất đẹp rất mới. Và cái giá của chiếc bao này nguyên đầy đủ thùng hộp phụ kiện, giá này là em để cho các bác là đi 130 triệu nhé. Đây, em sẽ quay vào. Nhìn cái dòng bao Acofay thì cái phần tản nhiệt người ta làm rất là gấu luôn. Phần tản nhiệt xương cá rất là gấu, rất mới nhé. Ra phía đằng sau. Bao Acofay sử dụng hai cầu loa A cộng B. Dòng này có thể đánh một lúc hai cặp được. Đó. Có hai đường vào như
RCA và Jack Ba Lăng nhé. Chưa có vết cắm luôn thôi nha. Mới tinh luôn. Như mới tinh luôn, chưa vết cắm. Đó. Power Acouphe. AC điện điện 100V và 410W tiêu thụ. Power A47 Class A. Đó, rất mới các bác nhé. Đó. Rất là mới luôn. Vâng, và video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu xin liên hệ với Nhân Long Audio qua số điện thoại 0911 886 266. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.